Ngày xưa, tại vương quốc Vivivi Thanh Bình, có nàng công chúa xinh đẹp và thông minh được vua cha yêu quý hết mực. Hàng ngày nàng được che chở yêu thương nơi chốn cung điện lộng lẫy, nhưng cuộc sống giàu sang nhung lụa không làm nàng thỏa mãn. Nào ước một ngày nào đó, nàng sẽ bỏ chiếc váy lộng lẫy để thay vào đó là được tung cánh bay nhảy tự do ngoài kia. Nàng muốn được bước chân ra khỏi cung điện để kết nối với các bạn bè ở vương quốc khác, cùng xây dựng một thế giới hòa bình. Và cái gì đến cũng đã đến. Và một ngày đẹp trời mùa hè năm 2006, cô quyết định lên đường thực hiện sứ mệnh của mình, đó là mang lại hòa bình đến cho mọi người. Và đã rất nhiều lần là công chúa Vivi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì những khó khăn của mình. Nhưng nghĩ đến sứ mệnh là mang lại hòa bình đến cho mọi người, nàng lại mạnh mẽ đứng dậy. Cuộc hành trình của nàng công chúa gặp vô vàn những khó khăn về ngân sách, hướng đi, lương thực, sự ủng hộ của mọi người và rất nhiều thứ. Trên hành trình của mình, nàng gặp hai người bạn đồng hành, đầu tiên là truyền thông và sự kiện. Sự kiện rất năng động và sáng tạo, luôn đưa ra những nhiều ý tưởng và kế hoạch thú vị trong hành trình. Còn truyền thông là người tự tin và có trách nhiệm, không những vậy còn vô cùng mềm dẻo và linh hoạt. Cậu ấy là người mang đến những hình ảnh về sứ mệnh của công chúa VVV đến cho mọi người. Sau đó nàng gặp tiếp ba người bạn dễ thương là nhân sự, quốc tế và nghiên cứu phát triển. Nhân sự là người nhiệt tình, biết lắng nghe và kết nối ngọn lửa nhiệt huyết giữa mọi người. Trong khi đó, anh bạn quốc tế lại rất sôi nổi, chàng trai thông thạo nhiều thứ tiếng khác nhau và nhiệm vụ của chàng là kết nối các bạn ở nhiều vương quốc với nhau. Cuối cùng là cô bạn tận tụy và chăm chỉ, thích tìm hiểu và khám phá, giúp cho hành trình của cô công chúa được tiến xa hơn và có ý nghĩa hơn. Hành trình của công chúa nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người bởi nhiều hoạt động ý nghĩa. Các chương trình kể đến là Thắp sáng vùng cao hoạt động tại Hà Giang. Chương trình Mâm cỗ yêu thương đã mang đến những mùa trăng thật nồng ấm và tràn đầy yêu thương cho các em nhỏ ở vùng cao. Chương trình Chúng em vui chơi đã mang đến sân chơi cho các em nhỏ ở vùng cao, là những điều đơn giản nhưng mang lại cho các em bao ấp ủ ước mơ. Nổi bật nhất trong số đó là sự kiện GVD, một lễ hội tràn ngập màu sắc của các nền văn hóa, một bữa tiệc ẩm thực và âm nhạc sống động, ngắm nhìn những bộ trang phục truyền thống đặc trưng của từng vùng đất, gặp gỡ những người bạn đến từ nhiều các quốc gia khác nhau trên thế giới. Cứ như vậy, khó khăn xen lẫn với thành công, công chúa và những người bạn của mình ngày càng lan rộng ý tưởng tươi đẹp đến mọi người, nhưng trong số đó cũng có những người lại luôn mối quấy phá, điển hình là Beat. Beat là kẻ cộc cằn, hung bạo, chỉ thích lấy xung đột để giải quyết mọi chuyện, là khó khăn thử thách lớn nhất từ trước đến giờ của công chúa. Công chúa quyết định rằng mình phải đem hòa bình đến với Beat, vì cô nghĩ sứ mệnh của mình là mang lại hòa bình đến cho mọi người cơ mà. Tuy rằng Beat luôn gây rối nhưng công chúa luôn đối tốt với hắn, vị tha và rộng lượng, và luôn tin rằng sâu thẳm trong Beat là trái tim ấm áp. Quá bất ngờ về hành động của cô công chúa, trước nay chưa ai từng đối tốt với Beat như vậy, và chàng ta đã bị cô công chúa cảm hóa và trở thành người tốt, và chàng ta quyết định sẽ mang lại hòa bình đến cho nhiều người khác. VVV 10 năm qua cũng như vậy, sứ mệnh là mang hòa bình đến cho mọi người. Những khó khăn và thành công luôn đan xen nhau, nhưng dù có thế nào vẫn có những người bạn luôn đồng hành trên con đường 10 năm đó. Chính vậy, để kỷ niệm, VVV Club tổ chức prom kỷ niệm VVV Club 10 năm chúng ta cùng theo đuổi sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 tại trung tâm CTM Palais Nguyễn Phong Sắc. Tất cả các bạn đã từng là tình nguyện viên của VVV Club trong 10 năm, hãy đăng ký để chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm tuyệt vời này nhé.